2. Xin chào tất cả các bạn. Đây kênh Lê Văn Lộc. Hôm nay mình sẽ chú sẽ làm cho con một cái món gà gai. Bánh gà gai. Biết đâu. Tôi sẽ làm cho con xem. Từ đã. Chúng ta sẽ bột tâm, chúng ta sẽ đổ tâm lại, đổ tâm lại. Rồi đây. Ê, đổ một cái trước đã. Đổ một cái trước đã. Bây giờ trước khi làm cái món này á, chúng ta sẽ cắm hết tâm vào trong cái con gà. Con sẽ bóp cổ nó chết nè. Nó chết rồi, bóp cũng không chết nổi đâu. Đừng, ôi trời mày. Mày bao nhiêu cái dơ mày hết. Đi rửa tay đi. Ghê quá thầy ơi. Mùi kích. Má nghĩ sao đi móc kích gà mà hửi. Tao lạy mày luôn, tao biết mày nghĩ cái gì luôn thầy. Con này là gà ta nó chắc. Gà công nghiệp như chú là thịt bở lắm, ăn không ngon. À con thịt chú luôn nha chú. Ừ, con thịt chú lựa đi, con thịt đi. Theo con thịt. Em ăn anh đi. ăn anh đi. Rồi, để cái đầu này đó. Ê, anh trời gà chết rồi mà. Còn trứng có trứng trong đây nè. Trứng giá của nó ông thần. Đâu trứng giá hả? Nghĩ sao mà kêu trứng. Mày không biết mày nghĩ cái gì luôn, não mày nghĩ gì luôn tao. Sau khi chúng ta chọt lủng hết tâm vô trong con gà này thấy không? Rồi. Rồi. À, xong rồi nha. Cho một. Gương. Đây, nắp. Được sôi trong 15 phút, ta sẽ bắt đầu dỡ ra. Thơm. Thơm mùi gừng. Mùi ngon. Rất hấp dẫn. Nước sôi thấy không? Gà cũng đã tái thôi, cái này chúng ta cần tái thôi chứ không cần chín đâu. Rồi, ok. Sữa Vinamilk không đường. Rồi, tôi sẽ ngâm trong tiếp tục 15 phút nữa. Chừng giờ. À, tôi lại dùng bột chuối. Bột chiên giòn. Cà ri. Làm những món này nó bún vô ăn kinh khủng.
chúng ta để đang chiên, dỗ đang nút, dầu đang đang sôi lên nút cho này. Thơm lắm bạn, mùi thơm đang bốc lên. Đang đảo rồi. Vàng ươm. Ôi, vàng đã ghê ạ. Bánh gà thôi chung chặt chảo dầu này nó có sữa, tại vì nó thơm ngay từ cái nước đầu tiên các bạn. Cái nước đầu tiên mình đã luộc và đã tẩm gia vị rồi, cho nên cái bước sau khi mình luộc xong mình còn ướp sữa nữa, cho nên thơm, chiên vừa cháy vừa chín tới. Chúng ta sẽ bắt đầu bắt vai nó. Rồi, ta sẽ bắt đầu thưởng thức cho coi. Thơm sữa, ướp gia vị, ướp vô gà, đặng xem gà rất là tuyệt vời. Rất là thơm. Hôm tin mùa lễ 30/4/1/5 gia đình bạn cứ làm thử và ăn thử, và tôi đảm bảo các bạn có một mùa lễ 30/4 thật là ấm áp với món bánh gà gai. Nếu hay thì nhớ đăng ký, bật chuông, cập nhật các video mới nhất nha. Chào lại trong các video lần sau. Bye 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 bye. Nhỏ dãi luôn chứ không thèm. À, cái đùi gà mà ngon nhất là mà trắng mẹ rồi. Thơm không? Ngon. Thơm mùi sữa mà cái này nó nấu mình biết bao nhiêu hương vị trong đây mà bảo sao nó không thơm được. Xương bán đồng tiền bát gạo. Ngon. À, thì thôi nha Tèo ơi. Đã. Cắn hết ở trên đi nè. Quên khổ nổi. Nhìn à không có răng. Không có răng. Ờ à, đụng hết ra xong luôn hả? Trời ơi. Trời ơi, rụng hết răng đâu mà nhai gà, gặm xương. Đúng không? Ăn à. Mưa ớt rồi không có chanh. Đúng rồi, biết rồi. Nãy con ớt khủng, nãy con phổ biến chưa có. Trời ơi. Tôm ra tôm. Đá tôm. Đá tôm. Trời ơi, trời ơi, rồi. Chưa thấy rồi, bạn thấy rồi không? Chắc chó lại. Đâu rồi? Chỗ nó rồi. Bê đây. Bê đây. Bê.
đi bay 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 ôi xong rồi. Má thì cái đồ già khốn nạn. Con chó cưng của mày á, lúc mà mình hay dẫn đi chơi lắm mà. Tao đang khoe cái đồ gà cho mọi người xem, nó đã đớp mẹ mất. Khốn kiếp. Nghĩ đi.